Chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với những review. Hôm nay mình xin giới thiệu về cái bộ báo động cắt điện AU 220V. Thì bộ này có tính năng báo mất điện lưới bằng còi báo động. Thì chúng ta có thể ứng dụng nó vào trong các cái hệ thống sản xuất hay là hệ thống an ninh chống trộm đấy. Ví dụ như là các hệ thống sản xuất đang hoạt động mà mất điện thì bộ này sẽ có chức năng là cảnh báo và báo cho người quản lý biết điện đã bị mất và kịp thời xử lý. Đồng thời là trong các cái hệ thống an ninh hoặc chống trộm ấy, nó sẽ đề phòng các trường hợp mà trộm cắt điện để vô hiệu hóa camera, hệ thống camera ấy. Thì khi mà trộm cố tình cắt điện thì bộ này sẽ báo động để cho các cái hệ thống an ninh kịp thời xử lý. Bộ báo động cắt điện AU 220V nó có các cái phần như sau. Thứ nhất là một dây cắm để các bạn kết nối với lại nguồn điện lưới từ 110 đến 220V AC. Và phần loa báo động, đèn báo khi mà chúng ta cắm điện, công tắc on off. Và bộ báo động này sử dụng nguồn điện áp là DC 9V. Đây, sử dụng một cục pin 9V. Thì mình nói qua về cách hoạt động của bộ báo động cắt điện AU 220V này. Tức là khi chúng ta cắm điện vào đây. Chúng ta cắm điện vào đây. Thì điện sẽ báo động là hệ thống cố điện. Để bộ báo động hoạt động, chúng ta sẽ gạt công tắc về chế độ on. Đây, on. Thì bình thường có điện thì còi sẽ không báo động. Khi mà bị mất điện hoặc là có người cố ý cắt điện ấy, thì đèn này sẽ tắt này và còi sẽ báo. Đây mình sẽ thử cắt ngắt điện nhé. Đây. Đó, thì khi có điện trở lại, đèn sẽ sáng và đồng thời là loa sẽ tự ngắt luôn. Thì mình thử lại một lần nữa, mất điện này. Thì trên đây mình vừa giới thiệu cho các bạn về cái bộ báo động cắt điện AU 220V. Thì tuy nguyên lý hoạt động của nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà nó vô cùng hiệu quả trong cái công việc báo động các cái sự cố mất điện hay là đề phòng các trường hợp mà trộm cố tình cắt điện để vô hiệu hóa hệ thống an ninh. Đó. Thì rất mong cái sản phẩm này sẽ được mọi người ứng dụng trong thực tế. Đó. Thì video giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.